Kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em nấu món xôi hạt sen. Đây là em có nửa cái nếp, em cũng đã vo sạch sẽ và để ráo rồi. Còn đây là em có 100g hột sen khô. Hột sen khô em mua về em ngâm 6 tiếng, ngâm cho nó nở bự ra. Rồi em tắt những cái hột nào mà nó còn cái tâm ở bên trong á, mình lấy mình bỏ hết ra. Để không thôi mình ăn nó sẽ bị đắng. Lấy cái tâm xong rồi em rửa sạch sẽ. Và bây giờ em sẽ đi luộc cái hột sen trước ạ. Vì cái hột sen nó lâu chín hơn nếp. Và đây là hột sen em đổ vô cái nồi cơm điện á. Em luộc xong em lấy cái nước này nè, em đổ nếp vô em nấu luôn. Tại vì cái nước mình luộc hột sen là nó rất là ngọt luôn ạ. Nếu mà mình luộc mình bỏ nước đi thì rất là phí. Bây giờ em sẽ đổ nếp vô ạ. Tại vì em luộc nãy giờ cái hột sen nó cũng đã mềm rồi. Và đây là nếp em cũng đã đổ vô rồi ạ. Em đổ vô á, xong rồi mình đảo lên vậy mà nó còn sệt sệt như vậy là được ạ. Tại vì nếp nó rất là mau chín luôn. Nếp này á, em không có ngâm mà em chỉ vo sạch rồi để ráo thôi. Rồi bây giờ em sẽ đậy nắp lại cho nó chín nè. Sau nửa tiếng thì cái nồi xôi của em nó cũng đã chín rồi ạ. Và nó rất là dẻo luôn ạ. Không có khô mà cũng không có nhão luôn. Và bây giờ em sẽ múc ra dĩa thôi ạ. Và đây là xôi em cũng đã xới ra dĩa rồi ạ. Còn đây là chà bông gà. Chà bông gà em tự làm ạ. Và bây giờ em sẽ ăn thử xem sao ạ. Khá là ngon luôn ạ. Ăn chà bông vô nó hơi mặn mặn. Còn cái hột sen thì nó chín mềm và ăn nó có cái vị bùi bùi ạ. Món này á mình nấu á mình ăn buổi sáng cũng được ạ. Vậy thôi, video em nấu món xôi hạt sen đến đây là hết rồi. Em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã xem hết video của em. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ.